Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, tôi nhớ khi mà tôi còn trẻ, bây giờ thì cũng trẻ, không phải là già lắm. Dạ, lúc mà tôi học cấp 2 đó, dạ, lúc mà tôi học cấp 2, tôi có hai đứa bạn, nó sinh đôi. Dạ. Hai đứa nó giống nhau như đúc. Và có thể là đúng là giống nhau như hai giọt nước, một giọt nước vậy. Rất là khó để mà tôi phân biệt đứa nào là anh, đứa nào là em. Rồi khi tôi vô học thì tôi cứ mỗi lần mà bị vấp phải là bị tụi nó cười hoài. Cứ tưởng anh là thằng em. Bởi vì chúng ta thường bước là sanh đôi thì họ mặc lại giống nhau rồi. Rồi cha mẹ thì thường cho mặc đồ cũng giống nhau. Mà hai đứa này nó đi học á thì là cặp nó cũng giống nhau. Rồi dép cũng giống nhau. Rồi nón nó cũng giống nhau mà hai cái mặt nó càng giống nữa. Và tôi cứ bị lẫn lộn, không biết đứa nào là anh, đứa nào là em. Và cứ bị sai lầm hoài và tụi nó cứ cười hoài. Cho đến khoảng hơn 6 tháng, gần 1 năm nó học chung rồi, tôi mới phát hiện ra, wow, hai này giống như có cái điểm khác. Quý vị biết điểm khác là chỗ nào không ạ? Thằng mặt xanh, thằng mặt đỏ. Giận lên cái thằng này mặt xanh, còn giận lên mặt kia mặt đỏ, còn không là bình thường. Giờ và phải rất là cực để mà phân biệt đứa nào là anh, đứa là em. Giống nhau, nhưng mà có điểm khác nhau. Rồi sau đó tôi phát hiện ra, hai cái giọng nói khác nhau. Và để ý kỹ thì cái giọng của người kia nó trầm hơn, giọng kia nó bỗng hơn. Và sau đó thì tôi không còn bị lẫn lộn nữa. Rồi khi tôi nhớ đây nhiều năm khi mà Hội Thánh Emmanuel còn nhóm á, thì mỗi lần cô Xuân Thu dẫn con đi nhóm á, thì có hai đứa con trai trắng trong bốc à. Và lúc bấy giờ tôi cũng nhìn hai đứa, tôi cũng không biết là đứa nào là anh, đứa nào là em, Hoàng Ân như Hoàng Phúc. Và tôi hay bị lẫn lộn hai cháu này. Bây giờ thì chúng ta biết rồi ha. Rất là dễ đi phân biệt ra đứa có mụn và đứa không có mụn. Thầy giỡn. Bây giờ Hội Thánh chúng ta lại có thêm một cặp sinh đôi nữa là con của anh Tiến Vinh. Dạ. Quý vị đi xíu xẹm coi hai đứa nhỏ này đứa nào anh, đứa nào em. Cũng không biết luôn rồi. Nhưng mà chỉ có cha mẹ mới biết thôi. Đúng không quý vị? Chỉ có cha mẹ thôi. Nó giống nhau, cực kỳ giống nhau. Nhưng mà nó cũng có điểm khác nhau. Nó cũng điểm khác nhau. Và đây là điều mà tôi suy nghĩ trong ngày qua. Và tôi cũng tự nhiên nhắc nhở cho tôi trong chức vụ hầu vị Chúa. Tôi thấy có những người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng có nhiều người giống nhau. Nhưng rồi cũng có những điểm khác nhau. Chúng tôi có trường Kinh Thánh hơn 150 bạn sinh viên đã được học ở tại đó. Cũng cùng học một thầy. Rồi cùng nghe một bài dạy của thầy. Xong 4 năm học. Nhưng mà khi ra trường thì có đứa thì trở thành kỹ sư. Có đứa thì trở thành những người rất là thành công trong cuộc đời. Và ngay trong trường Kinh Thánh chúng tôi thì có em trở thành mục sư. Trở thành những khu vực trưởng, trở thành nhà truyền giáo rất là thành công. Nhưng mà có em thì lại không hầu vị Chúa nữa. Và tôi tự đặt dấu hỏi vì sao vậy? Và cũng có nhiều người có cùng một mục sư, ở cùng một hội thánh, nghe cùng một bài giảng, ở cùng một tổ tế bào, ở chung một khu vực. Nhưng mà có người thì đời sống được thăng tiến, thuộc linh luôn cả thuộc thể. Nhưng có người thì lại cứ dậm chân tại một chỗ. Không biết quý vị có đặt câu hỏi vì sao không? Tại sao cùng giống nhau ở một cái điểm xuất phát, nhưng mà cuối cùng kết thúc lại khác nhau hoàn toàn? Có cái điểm gì đặc biệt của người này và điểm gì đặc biệt của người kia? Hay là Chúa tay vị người này và Chúa tay vị người kia? Và khi suy gẫm điều này thì tôi được nhắc nhở trong đoạn Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh cũng có một cặp sinh đôi nữa. Họ cũng có khởi điểm giống nhau rất là nhiều mặt. Nhưng rồi cuối cùng kết thúc hai cuộc đời khác nhau hoàn toàn. Có lẽ quý vị biết tôi đang nói ai rồi. Đó là cuộc đời của Esau và Jacob. Chúng ta cùng mở trong Sáng Thế Ký đoạn 25. Từ câu 27 đến câu 34 chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đọc Kinh Thánh này. Sáng Ký đoạn 25 từ câu 27 đến câu 34. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esau trở nên một thợ săn, giỏi thích trong ruổi ngoài đồng ruộng. Còn Jacob là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. Isaac thương Esau hơn vì ông thích ăn thịt rừng. Còn Rebecca lại thương Jacob hơn. Một hôm khi Jacob đang hầm một món súp thì Esau từ ngoài đồng về đối lã. Esau nói với Jacob, em cho anh ăn ngay món gì đó đỏ kia đi, vì anh đang đối lã người. Vì vậy người ta gọi Esau là Edom. Jacob nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. Esau bảo, sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa. Jacob nói, vậy thì anh hãy thề trước đi. Esau liền thề và bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Esau đứng dậy và đi. Esau đã khinh rẻ quyền trưởng nam như thế đấy.
Dạ, chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em buổi sáng hôm nay đó là giống nhau nhưng khác nhau. Xin quý vị nói theo tôi là giống nhau nhưng khác nhau. Dạ, chúng ta nói lại là giống nhau nhưng khác nhau. Dạ, câu chuyện mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em trong buổi sáng hôm nay đó là câu chuyện của Ê-sao và Gia-cốp cùng sanh ra trong một gia đình, cùng cha, cùng mẹ, sanh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Và gương mặt giống nhau hoàn toàn, nhưng mà cuộc đời hai người khác nhau. Và kết thúc của cuộc đời của hai người này hoàn toàn khác nhau. Ở trong Sáng Ký đoạn 25 từ câu 27 đến 34 cho chúng ta thấy Ê-sao và Gia-cốp khi lớn lên, một người thì có tính cách săn rủi ngoài đồng, một người thì có tính cách là trầm tĩnh ở nhà. Và một ngày kia khi mà săn đuổi ngoài đồng xong rồi thì Ê-sao trở về nhà, anh đang đói lả, Gia-cốp thì nấu ăn. Anh có một cái tô súp phản đậu, ở trong bản dịch cũ là tô canh phản đậu. Cái nó đỏ đỏ, tôi không biết là bí gì đó. Nhưng mà khi Ê-sao thấy vậy, Ê-sao nói, em ơi cho anh ăn với. Thì Gia-cốp nói rằng, anh bán cho em quyền trưởng nam đi, em cho anh ăn. Ê-sao trả lời ngay lập tức, trời ơi sắp chết đến nơi rồi, quyền trưởng nam để làm gì, cho em luôn á. Gia-cốp muốn cho chắc chắn, anh thề đi. Và Ê-sao đưa tay lên thề, anh bán em quyền trưởng nam. Và thế là Ê-sao đã mất quyền trưởng nam và anh đã có một tô canh phản đậu. Câu chuyện nghe có thể chúng ta thấy bình thường, nhưng mà chúng ta đọc kỹ cái cuộc đời của hai người này, chúng ta thấy nó rất là ý nghĩa. Họ giống nhau, quý vị, họ thật sự giống nhau trên gương mặt, giống nhau cùng cha cùng mẹ, sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà kết thúc cuộc đời hai người hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Tại sao lại khác nhau vậy? Có ba điểm mà tôi muốn cùng học với ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, và tôi mong rằng đó cũng là điểm mà chúng ta có thể tra xét lại chính mình. Tại sao cùng một hội thánh, cùng một người trang bày, cùng nghe một bài giảng, cùng lớn lên trong hội thánh, cùng khởi đầu trong chức vụ, nhưng tại sao có người đi xa, còn chúng ta thì lại ở dậm chân tại một chỗ? Khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất, điểm khác biệt đầu tiên đó là khác nhau ở tấm lòng. Tại sao tôi nói điều này? Chúng ta thấy một người thì khát khao để được quyền trưởng nam. Khát khao của anh đến nỗi là mong muốn có được và tìm cách có được. Và khi có cơ hội, anh chụp bắt cơ hội này. Mặc dù cái lời đề nghị nó hơi khiếm nhã, đúng không quý vị? Khiếm nhã thật. Vì sao vậy? Bởi vì sao đề nghị bán quyền trưởng nam? Nghe có vẻ là giống như là dân mua bán kinh doanh quá, đổi chác quá. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta đọc kỹ, chúng thấy là cái là một cái lòng khát khao thật sự. Anh mong muốn có nó và sẵn sàng làm sao để có nó, và đây là cơ hội tốt để anh chụp bắt. Mặc dù khiếm nhã, mặc dù nó không hay lắm, đối với một đứa em mà đề nghị với người anh đang bị đói bụng mà đề nghị bán thì nó nghe không có lọc lỗ tai. Nhưng mà ở động cơ sâu xa ở đó cho chúng ta biết rằng anh mong muốn có quyền trưởng nam. Vậy thì quyền trưởng nam là gì mà Gia-cốp mong muốn có nó? Quyền trưởng nam có đặc quyền gì mà Gia-cốp lại đề nghị khiếm nhã với anh mình như vậy? Ở trong Phục Truyền đoạn 21 câu 17 cho chúng ta biết. Ở trong văn hóa Cận Đông cổ đại thời bấy giờ thì cho chúng ta biết rằng cái quyền trưởng nam có đặc ân thứ nhất đó là quyền lãnh đạo cho sự thờ phượng và cũng là quyền trưởng tộc. Dường như cũng giống Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Ai là trưởng nam thì coi như cái nhà thờ tổ thì là thuộc về người đó. Dạ, tôi nhớ không lầm là như vậy. Rồi cái quyền trưởng nam ở văn hóa thời bấy giờ thì phần thừa kế gấp đôi. Không biết Việt Nam có được gấp đôi không, nhưng ở thời bấy giờ thì nó được gấp đôi. Dạ, nhiều hơn. Và thứ ba đó là trở nên tổ phụ của dân Israel và tổ phụ của đấng Messiah và bước theo lời giao ước, lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó là đặc quyền của một người trưởng nam. Nó có vừa thuộc linh luôn cả về thuộc thể, và đặc biệt là về thuộc linh, cái sự thiêng liêng cao quý mà một người trưởng nam sẽ có. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy Sarah đã nhanh chóng đuổi Ismael và Agada khỏi nhà khi mà Isaac ra đời. Bởi vì sao? Bởi vì bà sợ Ismael sẽ là trưởng nam, bởi vì đó là trái hoa quả đầu mùa của Abraham. Dầu là con đòi đi nữa thì cũng được gọi là trưởng nam. Cho nên Sarah biết điều này và tống cổ Aga và Ismael đi ra khỏi nhà để cái quyền trưởng nam là Isaac.
Thưa quý vị, nó cao quý như vậy. Và Sarah đã cố gắng giữ cái đó cho con trai của mình. Và Jacob đã nhận thức và biết rõ đây là một đặc quyền. Cho nên chúng ta thấy Jacob đề nghị anh của mình bán quyền trưởng nam. Nghe câu này như tôi đã nói, giống như là một người kinh doanh quá, mua bán quá, hay là thích đổi trác quá. Nhưng mà đó là tấm lòng của ông. Ông yêu mến những điều thiêng liêng ở trên trời. Tấm lòng của Jacob hướng về điều thuộc linh. Ông mong muốn được quyền trưởng nam và cũng mong muốn có được sự chúc phước của cha mình. Có thể là do lời tiên tri trước đây Rebecca đó có thai và đứa lớn sẽ phục tùng đứa nhỏ. Có thể là như vậy, nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở tại đây đó là tấm lòng của Jacob. Bởi vì nếu không có tấm lòng ở đây, Jacob có thể nói với mẹ rằng: mẹ, quên cái lời tiên tri đó đi, anh hai con là trưởng nam, làm sao mà con có được? Mẹ, con không tin điều đó đâu. Mẹ, không thể có xảy ra. Có thể nếu không có tấm lòng thì Jacob sẽ từ chối và Jacob sẽ nói không, không được, không được và không được. Nhưng mà ở trong Jacob đâu đó có một tấm lòng khao khát được là trưởng nam. Dù phương cách của anh thực hiện nó rất là bị ổi. Tôi sẽ nhắc lại, rất là bị ổi, không đáng, không đáng. Dạ, anh đã lợi dụng lúc anh mình đói để lấy quyền trưởng nam. Và anh cũng lợi dụng lúc mà cha mù để cướp sự chúc phước. Đó là điều không đáng. Và Jacob đã phải trả giá cho điều đó. 20 năm ở tại Laban, nhà Laban, Jacob đã phải trả giá điều đó. Nhưng mà Esau thì sao ạ? Esau thì ngược lại hoàn toàn, phải không quý vị? Esau không có chú trọng cái quyền trưởng nam. Một người thì hướng về trời, còn một người thì hướng về đất. Ông nói gì ở trong câu 30-32? Em cho anh ăn ngay đi món gì đó đỏ đó, vì anh đang đói lả rồi. Anh sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? Chúng ta thấy không? Một người thì khao khát có quyền trưởng nam, một cái quyền thiêng liêng đặc quyền mà Chúa ban cho, lời hứa Chúa cho. Còn một người thì hướng về đất. Cái khuynh hướng sống của Esau là gì quý vị? Ông sống thỏa mãn xác thịt, đói là ăn, không còn biết chuyện gì xảy ra. Tôi muốn là phải có. Chúng ta rõ ràng mà. Anh không cần biết hậu quả sau khi ăn là gì. Có thể là đói, nhưng mà không đến nỗi đói đến nỗi mà quên đi lý trí. Có thể đói nhưng mà không thể nào quên đi cái quyền trưởng nam nó cao quý thế nào. Và điều đó để cho chúng thấy rõ ràng là anh là một con người sống khuynh hướng với xác thịt. Anh không quan tâm cái đặc ân của quyền trưởng nam. Và lối sống của Esau là lối sống thực dụng, hưởng thụ đã, ăn cho đã, đến đâu hay đến đó. Chúng ta thấy rõ ràng hai tấm lòng khác nhau. Họ giống nhau vẻ mặt bên ngoài, nhưng mà họ khác nhau người bề trong. Họ giống nhau ở diện mạo, nhưng khác nhau ở tấm lòng. Thưa quý vị, tấm lòng là điều quan trọng. Tấm lòng nó sẽ định hướng cho tương lai của chúng ta. Tấm lòng nó sẽ định hướng cho tương lai của chúng ta. Là mục sư mà cũng là giáo sư nhiều năm ở trong trường Kinh Thánh, tôi nhận thức một điều: kiến thức, kỹ năng nhà trường có thể trang bị, nếu học sinh thiếu hỏng kiến thức, thiếu lời Chúa, chúng tôi có thể trang bị cho họ. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy dường như không thể trang bị được, đó là tấm lòng. Vì tấm lòng nó thuộc về cá nhân của người đó. Tấm lòng người đó có mở ra hay đóng lại là do chính cá nhân của người đó. Thánh Linh sẽ gọt giũa tấm lòng đó nếu người đó sẵn lòng nói với Chúa rằng: Chúa, con bằng lòng để cho Ngài gọt giũa con. Còn nếu người đó không có tấm lòng, tôi có cố gắng cách mấy cũng không đẩy được. Khi họ không có lòng, nói cách mấy cũng không thay đổi được. Ai trong quý vị là người cha, người mẹ, xin giơ tay lên ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta thấy những đứa con có lòng thì sao ạ? Có cần phải dạy không? Có cần phải nói là con phải hiếu kính cha mẹ nha, từng sau lễ mẫu thân đó nha. Con nhớ nha con, nhớ mua quà cho lớn lớn cho mẹ nha. Có cần không ạ? Không, đúng không ạ? Khi đứa con có lòng, tự nhiên cái ngày sinh nhật của bố, ngày sinh nhật của mẹ, cái ngày mẫu thân, con sẽ làm cái gì đó cho mẹ và cha của mình. Tôi muốn nghe chữ amen của các bạn trẻ hả? Đúng không ạ? Còn đứa mà không có lòng rồi, chúng ta có nói lỗ tai này qua lỗ tai kia, thật sự cái lòng chúng ta không điều khiển được. Cái người có lòng với Chúa cũng vậy đó quý vị.
Họ sẽ tranh thủ tất cả mọi cái gì khó khăn nhất, mọi cái gì ngăn trở nhất để dành cái thời giờ quý nhất để thờ phượng Chúa. Dù là dịch bệnh, dù là khó khăn, nhưng mà khi mà người có lòng thì sẽ có phương pháp. Người có lòng vẫn có cách để mà thờ phượng Chúa, vẫn có cách để dự tổ tế bào, vẫn có cách để mà phục vụ Chúa khi người đó có lòng. Và khi không có lòng rồi thì quý vị ơi, chúng ta cũng làm gì cũng không được hết. Cho nên đó là lý do tại sao vua Salomon đã nói là khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tại sao ông nói giữ cái miệng mà là giữ cái lòng? Bởi vì cái lòng là nơi xuất phát của trái tim của chúng ta. Các nguồn sự sống từ nơi này mà ra, chứ không phải ở trong cái miệng. Đầy dẫy trong bụng, miệng mới nói ra. Ở trong lòng chúng ta đầy dẫy điều gì, chúng ta sẽ nói ra khỏi miệng của mình. Làm sao ai biết được lòng của người đó? Có lẽ Salomon nhìn thấy có nhiều người bắt đầu có lòng với Chúa, yêu mến Chúa, tận tụy với Chúa, vì Chúa chữa bệnh, Chúa giải cứu, Chúa làm ơn, Chúa đáp lời cầu nguyện của mình, và có lòng nhiệt thành với Chúa, có lòng yêu mến Chúa, sốt sắng thờ phượng Chúa, không cần nhắc chủ nhật là dậy sớm để thờ phượng Chúa, không cần nhắc đến giờ nhấp tổ tế bào là sẽ có mặt, không cần nhắc đâu, khi người đó có lòng. Nhưng mà có lẽ một thời gian sau rồi người đó đánh mất tấm lòng của mình. Và có lẽ chính vì vậy ông là khá cẩn thận giữ tấm lòng của con. Chúng ta đi ra ngoài shop, chúng ta thấy cẩn thận coi chừng mất xe có nghĩa là gì quý vị? Có người mất rồi, cho nên mới lễ bản vậy đúng không ạ? Và có lẽ có nhiều người mất tấm lòng rồi, họ chỉ còn hình thức thôi, nhưng mà lòng của họ với Chúa thì không có. Cho nên đó là do tại sao chúng ta, những con người này thờ phượng ta nhưng mà lòng của họ xa cách ta lắm. Không ai thấy được tấm lòng của người đó quý vị, chỉ có Chúa là đứng nhìn thấy thôi. Và đó là lý do mà Salomon nói khá cẩn thận giữ tấm lòng của con. Cái nguồn sự sống không phải do hoàn cảnh, không phải do con người đâu, do tấm lòng. Nếu bạn có lòng, bạn sẽ có phương pháp. Nếu bạn có lòng, bạn sẽ biết mình làm gì. Còn nếu không có lòng, chúng ta có nói cách mấy cũng sẽ không xảy ra. Nên xin Chúa dùng điều này nhắc nhở cho tôi và quý vị. Ngày hôm nay, tấm lòng chúng ta đang hướng về trên hay chúng ta hướng về đất? Chúng ta hướng về những điều thiên nhiên trên trời hay là chúng ta chỉ hướng về những điều của xác thịt này? Thế gian mọi sự đều sẽ qua đi, hư không thay thảy đều sẽ hư không. Tất cả gì chúng ta thấy rồi sẽ mất quý vị, nhưng những điều mà chúng ta có thể không thấy nó còn lại đến đời đời. Linh hồn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, tương lai của chúng ta nằm ở trong tay của Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, và ước mong rằng mỗi người chúng ta khá cẩn thận giữ tấm lòng của mình. Hãy xem lại tấm lòng của chúng ta ngày đầu với Chúa với ngày hôm nay như thế nào. Còn sắc son, còn nhiệt thành, còn sốt sắng như lúc ban đầu hay không? Ước mong rằng chúng ta cũng sẽ có cùng một cái bài hát giống như tác giả David đã nói rằng: ở trên trời con có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Ông nói rằng ở trên trời Chúa là đấng con đeo đuổi, ở dưới đất thấp này Chúa cũng là đấng con đeo đuổi. Quý vị, chúng ta cần có tiền, chúng ta cần có những của cải vật chất đời này, nhưng nó không phải là tất cả của chúng ta. Chúng ta đồng ý không ạ? Chúa là tất cả của chúng ta, ở trên trời luôn cả dưới đất này. Bởi vì có Chúa, chúng ta có thiên đàng. Có Chúa, chúng ta có hạnh phúc. Có Chúa, chúng ta có bình an. Và điểm khác biệt thứ hai mà chúng ta được suy gẫm ở tại đây, và đó là lý do tại sao Ê-sao và Gia-cốp giống nhau nhưng mà kết thúc khác nhau. Thứ nhất là tấm lòng của hai người khác nhau hoàn toàn. Một người thì hướng về đất, một người thì hướng về trời. Điểm thứ hai đó là cái nhận thức về giá trị sống. Họ khác nhau về nhận thức trong giá trị sống. Nói theo triết học đó là nhân sinh quan. Nó là bao hàm những cái ý nghĩa, mục đích và giá trị sống của con người. Phải, hai cái nhận thức khác nhau hoàn toàn về giá trị của cuộc sống. Và đó cũng là lý do tại sao người quý trọng kẻ xem thường. Chúng ta mở trong Hebrew đoạn 12 câu 16 đến câu 17, chúng ta xem. Hãy coi chừng
Cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đòi được ý cha mình đã định rồi. Kinh Thánh cho chúng ta biết Ê-sau làm gì? Xem thường. Không những ông không có tấm lòng về cái điều cao quý của trên trời, nhưng ông thứ hai nữa là ông đã xem thường cái quyền trưởng nam. Ông đã xem thường, hay nói cách khác hơn là khinh lờn quyền trưởng nam. Ê-sau đã xem cái giá trị tạm thời hơn là giá trị đời đời. Ông đã đặt giá trị trước mắt hơn là giá trị lâu dài. Ông đã đặt cái giá trị của vương quốc Chúa thấp hơn giá trị của đời này. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mà tôi xin Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta. Và đó cũng là lý do mà Ê-sau đã đánh đổi quyền trưởng nam. Bởi vì ông nhận biết đâu là giá trị còn đến đời đời. Ông chỉ mới biết trước mắt thôi, làm sao để có ăn thôi. Và nhiều người làm sao chỉ có tiền thôi, bất chấp mọi sự để có tiền thôi, mà không biết hậu quả đằng sau đó là gì. Lừa cũng được, gạt cũng được, bất chấp mọi sự. Và cuối cùng đó là gì? Ê-sau đã khinh lờn, Ê-sau đã xem thường và sẵn sàng bán với một tô canh phản đậu rẻ mạt. Quý vị, xin Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị khá cẩn thận về điều này, bởi vì rất là dễ sống trong một thế giới đầy cạm bẫy với những lời chào mời, với những lời cám dỗ, để khiến cho chúng ta đánh mất chính mình và không biết đâu là giá trị thật, đâu là giá trị ảo. Chúng ta thấy nếu mà Ê-sau thật sự là người nhận biết giá trị thật và giá trị đời đời, thì ông sẽ nói gì? Ê chú, tôi xin giữ ý tí xưa. Ê chú, chú đừng thấy anh đói rồi chú nói vậy nha. Ê, anh đói chứ anh không có ngu như mày. Ê, quyền trưởng nam là gì biết không mày? Ê, mày lợi dụng mày. Ê, không được nha. Đúng không quý vị? Nếu Ê-sau ông tỉnh táo, ông sẽ nói, ê, không được nha, chú thì không tốt nha. Sao vậy? Quyền trưởng nam là quyền trưởng nam cao quý lắm mà. Làm gì mà đổi tô canh phản đậu? Mày đưa tao 1 tỷ tao chưa cho nữa. Đúng không quý vị? Nếu anh thật sự nghiêm túc và nhận biết cái giá trị của cái quyền trưởng nam, cái quyền thiêng liêng cao quý, thì anh sẽ không có bán nó rẻ mặt như vậy đâu. Nhưng mà bởi vì cái nhận thức của anh, cái nhân sinh quan của anh, anh sống theo cái bản năng của chính mình, anh không nhận định được, và anh đã sẵn sàng bán nó. Và riêng cá nhân tôi suy nghĩ thêm một điều. Ê-sau có thể là dựa vào khả năng của mình nữa. Tài săn bắn à? Mình săn bắn giỏi à? Mình đâu có cần sự chúc phước đâu, đâu có cần gì quyền trưởng nam đâu. Với cái tài săn bắn này mình vẫn có thể sống mà. Tôi có thể là Ê-sau nghĩ như vậy, và chính vì vậy ông đã xem thường quyền trưởng nam. Ông đã khinh lờn và không cần thiết quyền trưởng nam. Hỡi ông bà anh chị em, hãy cẩn thận. Hãy xin Chúa cho tôi và quý vị nhận biết đâu là giá trị thật, đâu là giá trị đời đời, để chúng ta không bán rẻ cái quyền làm con của Chúa. Chúng ta amen không ạ? Và không những Ê-sau về cái nhận thức giá trị không có, và chính vì vậy ông những ông xem thường quyền trưởng nam, ông xem thường cái đặc ân cao quý mà ông vốn đã có. Trong cái khởi đầu chúng ta thấy, nếu khởi đầu thì Ê-sau nhỉnh hơn nữa, ông ra trước Gia-cốp có lẽ là 30 giây đúng không ạ? Rồi gì nữa, cái quyền trưởng nam ở trên vai của ông rồi, cùng khởi đầu và Ê-sau đã nhỉnh hơn rồi, nhưng cuối cùng kết thúc thì ông đã đi sau. Ông xem thường cái điều đó, ông đánh mất cái điều đó. Và điểm thứ hai mà chúng ta thấy được là ông không những xem thường quyền trưởng nam, mà ông xem thường ngay cả lời Đức Chúa Trời. Có đôi khi chúng ta nói, ồ bài giảng này tôi nghe rồi. Có nhiều người rất là dễ nói vậy, bài giảng này tôi nghe rồi, bài giảng này tôi giảng nữa mà. Tôi nghe nhiều lần lắm rồi, và dễ lắm chúng ta xem thường. Ồ cái điều này tôi được nhắc nhở rồi. Nhưng quý vị ơi hãy cẩn thận. Đôi khi chúng ta mất cái tội xem thường mà chúng ta không biết. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, 34, 35 nói gì ạ? Khi được 40 tuổi, Ê-sau cưới vợ một người tên là Judith, con gái của Bê-e-ri, người Hê-tích, và một người tên là Bách-mác,
con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tích. Hai cô dâu này là nỗi đắng cay cho cuộc đời của Isaac và Rebecca. Quý vị thấy không ạ? Xem thường quyền trưởng nam. Bây giờ gì? Xem thường ngay cả lời Đức Chúa Trời về hôn nhân. Thích là cưới à? Không phải cưới một đứa, cưới luôn cả hai đứa luôn. Mà cưới con ai vậy? Cưới con người ngoại. Quý vị thấy không ạ? Yêu cưới chứ cần gì phải báo mục sư. Yêu cần cưới gì cần phải qua ba mẹ. Cuộc đời của con phải cuộc đời ba mẹ đâu. Có thể Ê-sao sẽ nói như vậy đó quý vị. Xem thường luôn cả lời của cha mẹ. Đúng là cuộc đời của con, nhưng mà cha mẹ là người có thể nhận dạng ra và có thể cho con biết cái ý kiến của cha mẹ được hay không được. Quý vị ạ, cha mẹ đồng ý không ạ? Với cái kinh nghiệm sống của cha mẹ vẫn có thể cho con lời khuyên mà. Và với lời Đức Chúa Trời dạy cho con biết là ai là người con nên có thể tiến tới hôn nhân. Các bạn trẻ hãy lắng nghe sứ điệp này. Ê-sao đã xem thường lời Chúa, xem thường luôn cả cái việc kết hôn, cứ nghĩ rằng đó là cuộc đời của mình, đó là tương lai của mình và mình có quyền quyết định. Vâng, chúng ta sống một xã hội văn minh, thế kỷ 21, các bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà trên chúng ta còn có những người tư vấn mình, là cha mẹ, là mục sư, là những lời khuyên của lời Kinh Thánh. Nên tôi mong các bạn trẻ hãy hết sức là cẩn thận, bởi vì rất dễ chúng ta xem thường và khinh lờn, không cần ai hết. Tôi quyết định cho cuộc đời của tôi. Và dẫn đến Kinh Thánh nói gì? Hai người vợ này là nỗi cay đắng của cha mẹ. Hôn nhân của các bạn là nỗi đau đớn của cha mẹ mình. Vậy thì chúng ta có hiếu kính cha mẹ hay không? Hai tuần trước có một đôi bạn đã dắt tay nhau vào trong văn phòng của tôi và nói với tôi rằng: mục sư, đây là bạn của em, tụi em đang tìm hiểu, tụi em đang hẹn hò, em xin báo mục sư biết, mục sư cầu nguyện cho em. Mặc dù họ hơn 40 tuổi rồi quý vị, tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, và tôi cầu nguyện chúc phước cho họ. Và tôi cũng nói với họ, tôi nói với họ rằng: nhớ nha, tụi em đang giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, ráng mà tìm hiểu cho hết điểm mạnh và điểm yếu của nhau, xem rồi hai đứa có tôn trọng nhau và chấp nhận nhau không. Và nhớ 6 tháng sau trở lại cho mục sư biết là có cãi nhau chưa. Nếu chưa cãi, mục sư sẽ không làm lễ. Họ nhìn tôi nói: ủa sao vậy mục sư? Hôn nhân là sẽ cãi nhau. Nếu tôi nói đúng thì xin các ông các bà ở dưới vỗ tay giùm à. Đúng không ạ? Cãi không ạ? Cãi. Nhưng cãi nhau xong rồi có thể tha thứ cho nhau được không? Thì hãy trở lại gặp mục sư. Còn đừng có nói là tụi em chưa cãi. Chưa cãi cho đến bao giờ cãi gặp lại. Vì kinh nghiệm sống của những người đã 30 năm trong hôn nhân đã cho chúng ta thấy điều đó. Nó không phải là màu hồng tất cả đâu các bạn trẻ ơi. Nó sẽ có nhiều lúc xám xịt mà chúng ta cần có sự tư vấn của cha mẹ mình. Cho nên tôi rất là vui và rất là hạnh phúc nếu các bạn trẻ có bạn trai hoặc có bạn gái, xin dạn dĩ nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi không có kiểm soát các bạn đâu. Quyết định của các bạn, trách nhiệm của các bạn, nhưng mà là tư vấn thuộc về chúng tôi. Chúng tôi có lớp tiền hôn nhân để giúp cho các bạn cứng cáp hơn, vững vàng hơn nữa. Bởi vì sao? Yêu và cưới nhau hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Yêu cái gì nó cũng màu hồng hết đó, nhưng mà cưới nhau rồi nhiều lúc nó đen thui à. Và chúng ta giải quyết như thế nào? Tôi với tư người là mục sư chào đón tất cả quý vị. Với các bạn trẻ xin cứ mạnh dạn cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất là vui để giúp cho các bạn. Hơn 30 năm hầu Chúa, tôi biết rằng tôi có không có ơn này. Tôi không có ơn này. Đó là ơn làm mai. Nên quý vị đừng có nói mục sư Lâm làm mai nha. Hơn 30 năm tôi có hai cặp là tôi làm mai, họ dính thôi. Còn nhiều nó rất trơn. Nhưng mà tôi nhận biết tôi có một cái ơn mà Chúa cho, đó là ơn giải quyết xung đột. Và có những cặp vợ chồng đến bờ vực thẳm rồi. Gặp tôi lần cuối là chia tay. Gặp tôi lần cuối là ly dị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi gặp tôi thì họ đã trở lại sống với nhau cho đến bây giờ. Cho nên quý vị cứ dạn dĩ, tôi không có ép quý vị, nhưng mà tôi rất muốn để giúp đỡ các bạn, để hướng dẫn các bạn, tư vấn cho các bạn, khuyên bảo các bạn, và các bạn là người chọn lựa. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận quý vị. Kinh Thánh nói gì? Ở đâu thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng. Nhờ có nhiều cố vấn,
thì kế hoạch sẽ thành công. Cho nên hãy nhờ sự cố vấn của cha mẹ, cố vấn cha mẹ thuộc linh, cố vấn của mục sư mình. Thì nếu đó là người bạn đời của chúng ta thì chắc chắn là của chúng ta, không ai lấy đâu, đừng có sợ. Còn nếu không phải thì nó sẽ là không phải. Nhưng mà chúng ta có một sự chắc chắn bảo đảm từ nơi cha mẹ, từ nơi lãnh đạo thuộc linh, từ nơi mục sư của mình, thì hôn nhân của chúng ta sẽ tốt hơn. Và chúng ta thấy kết thúc câu chuyện rất là đáng buồn, phải không quý? Sau khi Esau chạy về để xin sự chúc phước, bởi vì Isaac vừa chúc phước cho Jacob xong, bây giờ Esau chạy về, Esau nói cha ơi chúc phước cho con, thì Isaac nói ủa hồi nãy đứa nào vậy? Tại hai thằng giống nhau quá mà. Ông kia thì Isaac thì bị mù, bị làng mắt chứ không phân biệt được. Ông vợ có thể ông bị lừa dối nữa. Và cuối cùng sự chúc phước đã dành hết cho Jacob. Esau không có gì hết. Và Kinh Thánh nói gì? Esau la lên, cha ơi, không còn phước cho con sao? Đến lúc này thì ông mới nhận dạng ra là mình đã đánh mất tất cả rồi. Và như tôi đã nói theo quý vị, theo văn hóa của cái thời lúc bấy giờ, lời chúc phước của người cha, của người tổ phụ, nó như là một lời tiên tri dành cho đứa con trưởng. Và đứa con trưởng lại tiếp tục làm công tác đó. Khi Gia-cốp trước khi qua đời chúc phước cho 12 đứa con của ông, 12 chi phái Israel cũng giống như vậy. Lúc bây giờ thì Esau mới phát hiện ra là mình đã đánh mất rồi, muộn rồi và không còn cơ hội nữa. Cho nên ông đã khóc lóc một cách đắng cay. Quý vị thấy không ạ? Không thể đổi được ý cha mình. Isaac nói rằng ba không còn lời gì nữa cho con ngoài cái lời là con sẽ phục tùng em. Và đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói rằng vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Thường thì chúng ta cứ chú ý đến những cái lỗi lầm lớn, nhưng mà chúng ta quên cái tội rất là nhỏ nhưng mà nó giết chết cuộc đời chúng ta. Đó là gì? Xem thường, khinh lầm. Xin quý vị nói thế thôi, xem thường, khinh lầm. Đúng không? Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, tưởng là mình đứng hãy giữ. Samson cũng vậy, ông tưởng rằng ông là người có sức mạnh, đúng không quý vị? Là chỗ dựa của cả dân tộc Israel. Ông đâu đi đâu thắng đó, sư tử ông cũng giết được, nguyên một đạo quân Philistin ông vẫn giết được. Và đó là lý do mà Samson đã xem thường, đã khinh lờn. Làm sao mà ông chết được? Và ba lần ông đã nói dối Dalila, hai lần bị trói, một lần bị cột tóc, ông vẫn bước ra, bởi vì ông có sức mạnh. Nhưng mà lần thứ tư ông đã tiết lộ cái bí mật, đó là cắt tóc ông. Người Nasire khi cắt tóc là mất đi cái sự biệt riêng cho Chúa, và cũng kể từ đó ông mất sức mạnh. Samson đã xem thường quý vị. Ông tưởng rằng Chúa vẫn ở với mình. Chúa tha thứ cho mình lần thứ nhất, Chúa tha thứ cho mình lần thứ hai, Chúa tha thứ cho mình lần thứ ba. Nhưng mà lần thứ tư thì sao? Trước khi bị móc mắt, trước khi bị làm trò cười cho thiên hạ, thì Samson đã mắc một cái lỗi mà cuối đời ông ân hận, đó là xem thường. Nên xin Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị hãy cẩn thận. Có đôi khi một con chồn nhỏ chúng ta nghĩ là nó không có nguy hại gì hết, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nó phá hoại cả vườn nho. Ông đã tự đặt mình vào trong chỗ nguy hiểm. Ông đã đến nhà của Dalila, ông đã đến cái chỗ mà không được phép tới. Có nhiều người trong chúng ta đặt mình trong chỗ nguy hiểm mà nghĩ rằng mình là cơ đốc nhân, mình có thể đi tất cả mọi nơi, nói tất cả mọi điều và làm tất cả mọi sự. Chưa chắc. Có những chỗ mà chúng ta không thể đến được, có những chỗ mà chúng ta không thể tới được quý vị. Chính Samson đặt mình vào trong chỗ nguy hiểm vì ông nghĩ là mình có sức mạnh, mình có thể thắng hơn được. Nhưng cuối cùng ông đã tự giết chính mình. Nhưng xin Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị hãy cẩn thận quý vị. Ước mong chúng ta không học lại bài học sai lầm của Esau. Và ước mong là mọi việc chúng ta làm hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Đừng xem thường, đừng khinh lờn. Chỉ vì khinh lờn mà chúng ta đánh mất đi cái quyền làm con của Chúa, đánh mất đi sự sức giàu mà Chúa ban cho chúng ta. Và điểm cuối cùng, họ khác nhau ở chỗ nào nữa? Khác nhau ở tấm lòng, khác nhau ở nhận thức về giá trị của cuộc sống. Và thứ ba là khác nhau về cái tính kiên trì.
Thưa quý vị, tôi càng đọc và tôi càng thấy rất là hay. Gia-cốp nổi bật hơn Ê-sau là ở trong cái tính kiên trì. Anh rất kiên trì. Kiên trì không phải một điều mà kiên trì trong tất cả mọi điều. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 20, chúng ta sẽ phát hiện ra anh kiên trì cái gì. Vì ra trên, Gia-cốp đã giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng, Gia-cốp xem 7 năm như đôi 3 ngày. Kiên trì trong vấn đề tình cảm. Các bạn trẻ ơi, yêu là yêu cho tới. Tìm hiểu là tìm hiểu cho tới, không có bỏ cuộc nửa chừng. 7 năm, coi có 2-3 bữa. Có nhiều người hỏi tôi, mục sư ơi, tại sao phải là 1 năm mà mục sư mới cho cưới? Tôi nói ít nhất là 1 năm, chứ đừng nói 1 năm nha. Ít nhất là 1 năm, bởi vì 6 tháng đầu nó còn là ở trên mây. Các bạn trẻ nhớ nha, 6 tháng đầu còn trên mây. Tất cả đều là màu hồng. Sau 6 tháng xuống mặt đất rồi đó, thì bắt đầu mới lộ diện ra. Oh wow, chấp nhận nổi không? Tôn trọng được không? Tha thứ nhau được không? Rồi mới tính tiền tới hôn nhân. Cho nên tôi nói là ít nhất là 1 năm, 2 năm càng tốt. Ở đây tới 7 năm luôn nè. Tôi vẫn còn ít đó. Mấy năm mới cho cưới đó. Nên các bạn trẻ ơi, điều đó nó tốt cho chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta ở với nhau 40 năm, 50 năm thì tìm hiểu nhau có 1 năm, 2 năm có là nhau. Các bạn trẻ sao nhìn tôi vậy? Có là bao. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại phát triển nhanh đúng không ạ? Mọi cái gì cũng nhanh hết. Và các bạn ơi, hôn nhân đừng có nhanh như vậy. Nguy hiểm lắm. Như hồi nãy các bạn đã thấy những người lớn tuổi nói gì? Quen 3 năm, 4 năm rồi về vẫn cãi mà. Nhưng mà cãi chơi thôi. Rồi cũng tha thứ nhau thôi, bởi vì chúng ta đã quen nhau rồi. 7 năm coi chừng 3 bữa. Anh kiên trì trong tình cảm, không bỏ, không bỏ cuộc, đeo cho bằng được. Dầu bị gạt, dầu bị thế này thế khác, cuối cùng cưới được người mình yêu. Đó là tính kiên trì. Tôi nghe thầy bảo amen thôi, còn bạn nam nó mất rồi. Nhiều người trong chúng ta mới có rồi, có gặp khó khăn rồi thế này khác thôi, họ không quen nữa, họ quên đi. Chúng ta đánh mất đi cơ hội của người yêu mình. Thứ hai, chúng ta thấy là anh kiên trì không những trong tình cảm thôi, mà kiên trì trong cả công việc của mình nữa. Có nhiều người muốn thành công, nhưng mà làm việc có nửa chừng rồi bỏ. Khó là bỏ. Chúng ta bỏ nửa chừng, cho nên chúng ta không thành công. Chuyện gì cũng làm hết á, nhưng mà làm con chút à. Ban đầu sốt sắng lắm, ban đầu nhiệt thành lắm, ban đầu có kế hoạch này kế hoạch khác, nhưng mà gặp mưa gặp gió rồi cái tự nhiên bỏ. Chúng ta xem coi Gia-cốp đã làm gì trong suốt 20 năm làm công. Suốt 20 năm con ở với cha, chiên và dê của cha không hề bị sảy thai. Con chẳng bao giờ ăn thịt chiên đực trong bầy của cha. Con cũng chưa hề đem về cho cha một con vật nào bị thú rừng cắn xé. Nếu có thì chính con đã bồi thường cho cha rồi. Cha còn đòi luôn những con bị mất cắp ban ngày hay bị bắt trộm ban đêm. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm chịu lạnh lẽo, ngủ không an giấc. Vì thế mà một người làm công rất siêng năng. Rất siêng năng. Dầu bị lường gạt công giá, nhưng mà Gia-cốp vẫn thể hiện cái tính kiên trì, chịu thương, chịu khó. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm chịu lạnh lẽo, ngủ không an giấc, nhưng mà 20 năm làm việc ở tại đó, Gia-cốp đã thể hiện rằng ông rất là siêng năng, rất là kiên trì. Và phần thưởng đó là gì? Ông có cả một đàn gia súc. Các bạn trẻ, những người đang hướng nghiệp, những người đang bắt đầu khởi nghiệp, tôi muốn nói các bạn, nếu chúng ta không có tính kiên trì, chúng ta sẽ là người thất bại. Vì người thành công là người không bỏ cuộc. Amen. Người bỏ cuộc là không bao giờ thành công. Dù có khó khăn đi nữa, hãy cố gắng hết sức. Có nhiều người nói chuyện rất là vui, phải ước gì tôi là giám đốc, tôi sẽ làm tốt hơn. Ước gì tôi làm trưởng phòng, tôi sẽ làm tốt hơn. Ước gì tôi làm khu vực trưởng, tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi xin nói, quý vị đừng buồn, tôi nói thật. Quý vị có làm giám đốc hay là trưởng phòng, thì công ty nó cũng sẽ dẹp tiệm sớm. Bởi vì cái tính không kiên trì của chúng ta sẽ sập tiệm. Không có công việc nào mà không có khó khăn. Không có công việc nào mà không có thử thách cả. Nhưng quan trọng là chúng ta có kiên trì đeo đuổi nó hay không. Xin Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị, chúng ta có thể hiện tính kiên trì của chúng ta hay không. Kiên trì sẽ giúp cho chúng ta thành công. Và ông những kiên trì trong tình cảm, kiên trì trong công việc, và một cái tính nữa đó là kiên trì trong việc tìm kiếm Chúa. Trong cái đêm cầu nguyện tại Rạch Giá Bốc, quyết định sự sống mất, sống còn, Gia-cốp đã nắm lấy Chúa. Và ông cầu nguyện, ông vật lộn với thiên sứ lúc bấy giờ. Và thiên sứ nói thôi để cho ta đi. Thì ông nói gì ạ? Thiên sứ đánh trật xương hông đó, để ông bỏ tay ra. Thì ông nói không, tôi sẽ không bỏ ngài ra đâu.
Nếu mà Ngài không ban phước cho tôi, dầu bị đánh trật xương hông rồi, ông cà lết rồi, nhưng mà tay ông vẫn nắm lấy thiên sứ. Và câu nói kinh điển đã để lại cho bao nhiêu thời đại, cho bao nhiêu con người: nếu Ngài không ban phước cho tôi không bỏ Ngài. Wow. Và cuối cùng ông đã được đổi tên là từ Gia-cốp trở thành Israel, và trở thành tổ phụ của 12 chi phái, trở thành tổ phụ của đấng Messiah và người được nhắc đến ngày hôm nay. Còn Ê-sau đã bị lãng quên. Thưa quý vị, đó là điểm khác biệt của Ê-sau và Gia-cốp. Tấm lòng. Người có tấm lòng có phương pháp. Rồi có lúc tôi vào vòng canh buổi chiều, tôi thấy có những anh em cầu nguyện buổi chiều, mặc dù đang đi làm. Tôi nói wow, không phải những chiến sĩ cầu nguyện là những người cầu nguyện buổi chiều thôi, nhưng mà ngay cả những người đang đi làm, họ vẫn tranh thủ vào trong vòng canh để cầu nguyện. Tôi nói đúng là người có tấm lòng thì có phương pháp, còn không có tấm lòng, Chúa xét đánh rồi. Cảm ơn Chúa, ở nay nghỉ một bữa. Không có tấm lòng thì có đủ lý do đó, không quý vị? Nhưng mà có tấm lòng thì sao? Vẫn có thể mặc áo mưa, vẫn có thể đi nhóm được, khi người đó có tấm lòng. Khi mà cái nhận định về giá trị cuộc sống chúng ta sai trật, thì nó sẽ dẫn đến những hành vi sai trật. Và cuối cùng đó là tính kiên trì của chúng ta. Quý vị, họ đã có khởi đầu giống nhau, nhưng mà kết thúc hoàn toàn khác nhau. Còn chúng ta thì sao? Tôi ước mong rằng lời này buổi sáng hôm nay nhắc nhở tất cả quý vị, chúng ta muốn kết thúc chúng ta như thế nào? Tốt hơn hay dở hơn? Chúng ta bắt đầu cùng với anh em mình trong chức vụ. Chúng ta bắt đầu cùng với những người khác đồng lao của mình trong chức vụ. Chúng ta bắt đầu với những đồng nghiệp của mình. Tại sao họ thăng tiến, còn chúng ta thì ở lại? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy xem lại chính mình, tấm lòng của chúng ta đặt ở đâu? Giá trị về cuộc sống chúng ta đặt ở chỗ nào? Đâu là giá trị đời đời và đâu là giá trị tạm thời? Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Đừng bất chấp mọi sự để có được nó. Đừng bán rẻ nó với cái quyền làm con của Chúa. Và quý vị ơi, sự kiên trì, sự kiên định của chúng ta cho một giấc mơ, cho một khải tượng nào đó có hay không? Nguyện Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị. Và tôi cầu nguyện để tôi và tất cả quý vị, chúng ta có những khởi điểm giống nhau, nhưng mà sẽ có những kết thúc hoàn toàn vinh hiển danh Chúa. Chúa ban phước cho quý vị. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.